phương loan về nước làm điều đặc biệt cho cố nghệ sĩ trí tài hé lộ mối quan hệ thật với việt hương đã hơn một năm kể từ ngày nghệ sĩ trí tài đột ngột ra đi bà xã phương loan đã có chuyến bay về việt nam cô không quên gửi lời cảm ơn tới mọi người đã lo lắng chú đáo cho lễ tang đến thời điểm hiện khi các chuyến bay dễ dàng hơn bé heo mới có lịch trình thăm quê hương theo đó việt hương là người đầu tiên gặp vợ trí tài được biết Cả hai đã có quan hệ thân thiết nhiều năm qua nên sau khi biết tin Phương Loan về Việt Nam, nữ danh hài vô cùng mừng rỡ. Việt Hương lập tức phụ giúp chị dọn dẹp căn hộ mà trí tài từng sống trước khi ra đi mãi mãi. Không những thế, Việt Hương còn đưa bé heo đi chơi ở biển. Đã lâu mới được về Việt Nam nên ca sĩ Phương Loan rất hào hứng. Cô được đón tiếp nhiệt tình nên vui vẻ hơn nữa. Mỗi lần nhìn thấy vợ cố nghệ sĩ, Việt Hương vẫn không ngừng xít xoa vì vẻ ngoài quá trẻ trung. Chẳng ai tin cô đã ở độ tuổi U70. Chị trẻ quá ha. Mọi người ơi đây là vợ anh trí tài ngoài đời. Vợ trí tài trên sân khấu là đây mà vợ sân khấu toàn đóng vai giờ không. Chị lớn tuổi mà chị đẹp ha. Trẻ hơn mình luôn. Được biết, Phương Loan sẽ ở lại Việt Nam đến cuối tháng 3 rồi trở lại Mỹ. Nữ nghệ sĩ cũng cố gắng ở lại lâu nhất để giải quyết căn hộ của chồng cùng những vấn đề đang giang dở mà trước đây chưa xử lý xong. Đặc biệt, bé heo còn quyết định mở cuộc gặp mặt tới những người quan tâm đến mình theo đó vợ chồng việt hương sẽ hỗ trợ về mặt địa điểm xét không gian đẹp mắt nhất để ca sĩ phương loan được offline với các fan tại việt nam họ đã mong chờ ngày này từ rất lâu để có thể động viên gửi gắm yêu thương đến vợ cố nghệ sĩ lần trở về việt nam này đã không còn trí tài bên cạnh để đi đón hoặc đưa vợ đi chơi mọi nơi như trước kia chính lẽ đó mà đồng nghiệp khán giả những người thân quen cố gắng dành sự đón tiếp nhiệt tình cho bé heo. Mong rằng cô sẽ có chuyến thăm quê hương nhiều cảm xúc. Đã hơn một năm kể từ ngày nghệ sĩ trí tài vĩnh viễn rời khỏi cõi tạm nhưng nỗi đau vẫn còn trong lòng người ở lại. Cô nghệ sĩ trí tài được an vị tại Nghĩa Trang gần nhà ở Mỹ. Mỗi cuối tuần bé heo sẽ đến viếng và tâm sự với chồng. Còn tại Việt Nam, di ảnh của nam danh hài được thờ phụng tại đền thờ tổ 100 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh vì nam nghệ sĩ ra đi đột ngột nên nhà riêng và nhiều công việc tại Việt Nam vẫn còn giang dở. Cho đến ngày 14 tháng 2 vừa qua, ca sĩ Phương Loan đã có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Là người em thân thiết của vợ chồng trí tài, hôm nay ngày 18 tháng 2, Việt Hương đã khoe khoảnh khắc mời đàn chị sang nhà ăn cơm thân mật. Đang chú ý, nữ danh hài khiến nhiều người xúc động khi tiết lộ chuyện ăn uống giống nhau giữa ca sĩ Phương Loan và người chồng quá cố. Chị cũng ăn y chang anh hết tô canh khoai mỡ. Hai chị em chào cả nhà. Thương, qua khoảnh khắc mới này, nhiều người cũng vơi đi phần nào lo lắng vì ca sĩ Phương Loan đã tươi tắn, vui vẻ hơn nhiều so với thời điểm một năm trước. Trong chuyến về nước lần này, vợ cố trí tài sẽ giải quyết vấn đề căn hộ cũ và ghé thăm bạn bè đồng nghiệp cùng khán giả của chồng. Cô muốn đích thân gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã lo lắng và giúp đỡ lúc ông xã đột ngột ra đi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại